Nhiều năm nay, người dân thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức rất bức xúc về tình trạng các xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải chở bê tông, vật liệu xây dựng từ các trạm trộn bê tông Việt Đức, bê tông 136 và bê tông Vạn Phúc tại khu Cầu Nổi, xã Vân Canh ra vào suốt ngày đêm, làm vật liệu rơi vãi, khiến tuyến đường trong cụm công nghiệp Cầu Nổi nối ra đại lộ Thăng Long bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện chi chít những ổ voi, ổ gà, khiến ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi mù mịt, gây ảnh hưởng đến giao thông, cuộc sống của người dân. Không những thế, nước thải trong quá trình sản xuất bê tông của các trạm trộn này còn xả vô tư ra môi trường, gây chết cá, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Trong cái trụ trạm trộn bê tông này là nó gây được coi là rằng là ô nhiễm rất là lớn. 2016 thì nó đền cho tôi được coi là rằng là được hơn 70 triệu. Đấy. 4 công ty đấy, để tôi đã là chết cây đắng lỗ lặng rồi, nhưng mà tôi coi ở dạng là chỉ gốc của cá thôi. Bây giờ đấy, nếu mà bây giờ xuống dưới đây xem, bây giờ là thải ra lung tung xòe, phọt ra đầy các lô coi ở đây này, đầy các lô coi ở dạng này, cũng như là cái trước là cá của tôi làm sao mà sống nổi. Cái nước môi trường này nó ra nó coi ở dạng là nó người mình xuống nước thì là nước thì nó coi ở dạng là chất phụ ra mà. Bây giờ coi ở dạng là đường này là để bây giờ cứ toàn xe này chạy dầm suốt, để cho ngược lại là bụi lắm rồi. Bây giờ coi ở dạng là tôi đây thì dành ở đây là phải sống chung với nước rồi, thì phải tưới tắm coi ở dạng là, chứ còn nói thực sự nó cũng ảnh hưởng sức khỏe gì ạ. Tôi mong muốn kiến nghị là bây giờ là cấp trên là phải làm sao xử lý cho nó nghiêm minh. Tôi có muốn đi rời ra khỏi cái khu vực này. Thế bởi vì là lai mai là tất cả khu vực này là dân ở rồi. Theo ghi nhận của phóng viên, tại cụm công nghiệp Cầu Nổi, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp đã bị các trạm trộn bê tông Việt Đức 136 và Vạn Phúc sử dụng để dựng trạm trộn bê tông khi chưa được các cơ quan cấp phép. Các xe chở bê tông với logo Việt Đức 136A+ ra vào liên tục, cùng với đó là các xe siêu trường chở vật liệu cũng ra vào tấp nập để cung cấp cho các trạm trộn bê tông này. Các xe này thường chạy với tốc độ nhanh, do đó cuốn lên rất nhiều bụi cát, cây cối hai bên đường phủ trắng bụi. Nhiều đoạn đường trong cụm công nghiệp Cầu Nổi bị hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đáng chú ý, phía sau trạm trộn bê tông 136 và Việt Đức, nước thải từ trong hai trạm đang chảy xối xả ra cống thoát nước, rồi chảy lênh láng vào các ô đất dịch vụ của xã An Khánh. Nước thải bê tông kèm theo cả bùn đất, bã bê tông từ hai trạm trộn này đang lấp đầy cống thoát nước và các ô đất, trông như một bãi xỉnh lầy. Người dân cho biết, đi vào thì bùn bê tông phải ngập đến đầu gối. Để có thông tin khách quan, đa chiều về công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý những dấu hiệu vi phạm của trạm trộn bê tông Việt Đức 136 và Vạn Phúc trên địa bàn, phóng viên đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Trình, cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức cho biết. Về việc tăng cường kiểm tra công tác quản lý hoạt động về sản xuất bê tông của trên huyện, thì đội cũng đã lập đoàn kiểm tra và kiểm tra các trạm trộn. Công trình tồn tại từ những năm 2017 cơ. Ủy ban xã cũng đã ra rất nhiều thông báo rồi, 5 lần thông báo yêu cầu là phải di dời toàn bộ mấy cái trạm trộn này, nó nằm trong diện tích đất dịch vụ bổ sung của Vân Canh. Cái dự án này cũng sẽ được triển khai vào năm 2023. Trong năm nay sẽ là yêu cầu bằng mọi giá di dời thôi. Mình chỉ có yêu cầu người ta bằng văn bản là yêu cầu đình chỉ hoặc yêu cầu di dời. Còn cái mà để mình làm được cái đấy thì nó rất khó, rất nhiều ban ngành, không phải xã, không một mình xã cũng làm được. Đất dịch vụ để mà đình chỉ cái này hoặc là để mà cưỡng chế cái công trình này, thứ nhất là liên quan đến tài sản rất là lớn, thẩm quyền của xã, thẩm quyền của chưa chắc có thẩm quyền này. Quan điểm rất rõ ràng là phải xử lý tận gốc. Đây là công trình vi phạm xây dựng, thì từ lúc mà xây dựng thì nó cũng không phải là xây dựng có phép, chả có trạm nào là có cả, chẳng ai để muốn để ông ấy ở đây. Ông Đăng Hoàng Điệp, cán bộ địa chính xã Vân Canh cho biết. Mục đích sử dụng đất 86 qua các hồ sơ ở xã thì thấy năm nào cũng có một cái thông báo yêu cầu là di dời trạm trộn. Lý do di dời là thứ nhất là khu vực này nó đã vào cái quy hoạch 1/500 của dự án bổ sung khu đất dịch vụ Vịnh Ba của xã Vân Canh. Tỉnh dự kiến của lãnh đạo huyện cùng với các xã quyết tâm là sẽ làm trong năm nay, là sẽ giải tán được cái đội hình đấy. Phức tạp tình hình là vì đội hình thợ thuyền trong đấy, người ta cũng mất tình hình chính trị trị an, sáng lên là tối uống rượu các thứ, của công an hóa xuân. Thực sự là xã không muốn để cái nội dung đấy tác động xấu đến môi trường thì không thể nào mà phủ nhận được đối với cái ảnh hưởng của cái trạm trộn này. Xã liên tục yêu cầu dừng, còn cái việc chấp hành của họ thì khi có lực lượng chức năng cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến thì có thể họ dừng tại thời điểm đấy, khi mà về thì họ tiếp tục hoạt động. Xã vẫn liên tục có những cái yêu cầu kiến nghị là đề nghị phải chấp hành theo các cái công văn của ban xã, về cái yêu cầu của đội quản lý trật tự xây dựng của ban huyện về việc dừng hoạt động và đi xin các cái thủ tục hồ sơ cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên là cái hồ sơ đấy đề nghị là từ năm 2017 đến thời điểm này là họ vẫn chưa cung cấp được thêm bất kỳ hồ sơ gì cả. Được biết, ngày 3 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh đã có thông báo lần 4 tới Công ty Cổ phần 136 Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Đức về việc di rời trạm trộn bê tông và các công trình phụ trợ nằm trong ranh giới dự án đất dịch vụ bổ sung xã Vân Canh, vị trí X3. Thông báo yêu cầu hai công ty trên khẩn trương thu dọn, di chuyển trạm trộn và công trình liên quan ra khỏi khu đất đã được quy hoạch dự án đất dịch vụ. Thời gian xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2022, ngày 10 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh có thông báo lần 4 tới Công ty Cổ phần Thương mại Vạn Phúc yêu cầu thu dọn, di chuyển trạm trộn bê tông, công trình liên quan ra khỏi khu đất đã được quy hoạch dự án đất dịch vụ. Thời gian xong trước ngày 5 tháng 9 năm 2022, cả hai thông báo đều nêu rõ, quá thời gian trên, đơn vị chưa thực hiện tháo dỡ di rời, Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện Hoài Đức tiến hành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đất dịch vụ theo quy định. Thông báo đã rõ ràng như vậy, nhưng vì sao các trạm trộn bê tông trên vẫn hoạt động bất chấp pháp luật? Vào những ngày cuối tháng 9, 3 trạm trộn bê tông trên vẫn hoạt động bình thường nhưng chưa nhận được thông báo yêu cầu di rời. Các xe chở vật liệu vẫn ra vào, cung cấp vật liệu cho các trạm trộn bê tông nhưng lại không hề vấp phải sự ngăn chặn, xử lý của bất kỳ lực lượng chức năng nào. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Nguyễn Thế Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh cho biết. 3 cái trạm trộn bê tông ở đấy, trước cả năm tôi đã hủy 2 rồi. Đấy, buộc nó phải di rời rồi. Thì bây giờ nó chỉ còn ba này là ở chỗ là nó hoạt động trái phép, bất hợp pháp. Tại vì trong Hoài Đức này chả có cơ sở là trạm trộn bê tông mà được phép là coi của cơ quan có thẩm quyền cho phép cả. Từ Lại Yên, An Khánh rồi Vân Canh thứ mọi cái đều là coi là những cái chui hết. Đấy, dù nó phục vụ cho công trình nào thứ mọi cái đấy là việc của nó. Thế nhưng mà nó hoạt động bất hợp pháp thì chúng tôi đã có biên bản kiểm tra, biên bản đình chỉ, biên bản thông báo cho nó hết. Sang đến quý 1 đầu năm 2023 tôi lập luôn chốt ở đấy là phải lấy bằng được cái đất đó để trả cho người dân từ những năm 2008 đến 2009 giờ. Đều đặn như vắt chanh, mỗi năm Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh lại ban hành một thông báo yêu cầu các trạm trộn bê tông trên di rời mà không có bất kỳ biện pháp xử lý mạnh tay kiên quyết nào như ban hành quyết định cưỡng chế, lập barrier hay đổ cột bê tông. Dư luận đang đặt nhiều dấu hỏi liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh. Vì sao ngay từ khi các đơn vị này manh nha xây dựng, Ủy ban Nhân dân xã không quyết liệt xử lý ngay từ đầu mà để đến bây giờ thì lại nói khó khăn? Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh đã làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Để thông tin đa chiều, khách quan, phóng viên đã có buổi làm việc với trạm trộn bê tông Việt Đức và 136. Ông Nguyễn Hoạch, trạm trưởng trạm trộn bê tông 136, Công ty Trách nhiệm hữu hạn AB Việt Nam cho biết. Bọn anh có làm các cái đề án bảo vệ môi trường lên cho các cái cơ quan chức năng, nhưng mà không được cấp. Các chính quyền địa phương thì các bác cũng đã nhiều lần có văn bản để xuống. Và với các trạm ở đây cũng đang tìm những cái địa điểm phù hợp để di chuyển đi. Do là không có giấy phép xây dựng thì nó không được duyệt. Có vào và có phải cũng là dự tạo đánh khẽ. Cái nước đấy nó sẽ quay lại, thực ra nó là các cái nước nó liên quan đến xi măng. Nó sẽ quay ngược lại để nó trộn bê tông. Xả ra thì bọn anh không xả, cái khu vực này cái hạ tầng nó kém. Nên là khi nước mưa mà nó mưa ngập hết thì em bảo chả có chẳng nào. Cái này thì thủ tục anh cũng không rõ. Dự kiến là chỉ trong năm nay là sẽ phải đi đấy. Có các cái giấy, các văn bản yêu cầu di rời cũng đã có cái chủ trương là đi tìm một khu khác và xin gia hạn lùi lại. Đặc biệt, tại trạm trộn bê tông Việt Đức và 136, chất thải nguy hại như dầu, găng tay dính dầu đều không được hai trạm bê tông phân loại lưu giữ theo quy định mà vứt lăn lóc trong kho, dầu thải lênh láng trên mặt đất. Trạm bê tông 136 còn đang lắp đặt sử dụng cây dầu trái phép để phục vụ cho việc cấp nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nước thải chỉ được xử lý sơ sài qua các bể lắng lọc mà không có hệ thống xử lý nước thải. Bã bê tông cũng được đổ vô tội vạ ngoài môi trường. Các xe trước khi lưu thông ra ngoài chỉ được xịt rửa lốp qua loa, nhưng từ trạm trộn bê tông ra ngoài đường, cát rơi vãi không được quét dọn thì việc xịt rửa lốp của hai trạm bê tông gần như vô ích, không có tác dụng giảm bụi. Trước sự việc trên, Kính đề nghị huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Vân Canh và phòng chức năng vào cuộc kiểm tra, yêu cầu trạm bê tông Việt Đức, 136 và Vạn Phúc nhanh chóng di rời để trả lại đất dịch vụ cho người dân. Đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có dấu hiệu buông lỏng quản lý để vi phạm hoạt động kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.